Đu cái trend, test độ hiểu nhau qua con số. Cô gái ăn gian, dùng filter nhắm mắt để cho thấy mình hiểu bạn trai cỡ nào và cái kết cười bò. Rồi. Rồi. Số mấy? Số 3. Tiếp. Rồi. Số 3. Rồi. Anh phải nói với em là anh có ra rồi chứ. Rồi, giờ anh ra nè. Số 0. Tiếp đi. Số 1. Rồi. Rồi, số mấy? Cái gì vậy? Anh chơi bình thường đi. Rồi, số mấy? Ủa, tại sao mới sợ vậy? Tại vì em, ở đây là cái mặt trời nó qua đây rồi anh che vậy thì tất nhiên anh ngồi xa em ra. Anh chơi bình thường được không? Anh chơi giống người bình thường được không? Rồi, giống người. Rồi, số mấy? Số 1. Được. Dạ, từ số này em cũng đoán như đó. Em mở mắt mà. Ủa, đâu mở mắt đâu. Cho lên. Rồi, giờ đứa nào nhìn làm chó? Chờ không? Nói đi, giờ đứa nào nhìn làm chó? Đứa nào nhìn làm chó? Rồi. Rồi, số mấy? Số 0. Con chó đang nhìn nè, số mấy? Số mấy? Số 2.